Kết thúc trận đấu, tỷ số là 1-1. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ở đây là Yes. No foul, no touch you. Take ball, dribbling, score goal. Đi đâm vào trong mà ghi bàn. Big talent. Tài năng lớn mà. Tài năng cứ tự tin là được.